Hey, xin chào tất cả bạn, rất vui gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán nha các bạn. Thì hôm nay mình xin nói về cái bài gọi là phép trừ phân số với một số tự nhiên. Phép trừ phân số với một số tự nhiên. Thì trước khi vào cái bài này, mình sẽ lấy một cái ví dụ về một số tự nhiên mà có thể biến đổi qua được là phân số. Thì các bạn nhớ giúp mình ví dụ như 2 nè, 7 nè, 3 nè, 7 nè, 4 nè. Thì những cái số tự nhiên này khi viết qua phân số là có dấu ngàn nha các bạn. Đó, thì nó sẽ được có mẫu là mấy à? Mẫu là một nha các bạn. Ví dụ như 2 sẽ bằng là 2 phần phần 1 thì chưa. 3 thì sẽ bằng 3 phần phần 1 và 4 sẽ bằng 4 phần phần 1. Ổn chưa? Số tự nhiên khi mà viết qua phân số thì có mẫu là mấy à? Mẫu là 1 1 1. Ok chưa? Vậy phép trừ phân số với một số tự nhiên là cơ bản là phép trừ giữa hai cái phân số mà thôi, được chưa? Ví dụ 1 phần 2 1 phần 2 và 3 đi, 3 phần 2 đi, 3 phần 2 trừ 1, được chưa? Đó, trừ 1. Thì để giải được cái này bài này thì các bạn phải cần nhớ thứ nhất nha các bạn. Thứ nhất đó là quy dòng mẫu. Thứ hai, khi mà đã cùng mẫu rồi thì để làm phép trừ thì các bạn lấy tử trừ tử, tử trừ tử, phải mẫu viết lại được chưa? Mẫu viết lại à, nhớ giúp mình hai cái bước này, được chưa? Để làm được phép trừ phân số với một số tự nhiên, các bạn phải nhớ thứ nhất đó là quy dòng mẫu, thứ hai là tử, khi mà đã cùng mẫu rồi thì các bạn lấy tử trừ tử, mẫu viết lại. Rồi tương tự, ví dụ đây 3 phần 2 trừ 1 thì sẽ bằng 3 phần 2 trừ 1 phần, nhớ số tự nhiên luôn luôn có mẫu là 1, được chưa? Thì hai cái số này vậy là mẫu 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 của nó là mấy à? Rất đơn giản, các bạn chỉ cần muốn biết mẫu số chung của hai hàng này thì cái lấy 2 nè với lại 1 nhân nhau, được chưa? Vậy 2 thì thiếu mấy à? Thiếu 1. 1 thì thiếu mấy à? Thiếu 2, được chưa? Mình sẽ làm chậm nha các bạn. 3 phần 2 mẫu số chung là mấy à? Hàng này thiếu mấy à? Thiếu thiếu 1 nè. Lấy 3 nhân nhân 1, 2 nhân nhân 1. Vậy sẽ bằng gì ạ? À? Sẽ bằng gì ạ? À? Sẽ bằng gì? 3 phần phần 2. Ổn chưa? Rồi, 1 thì bằng 1 phần 1 bằng mẫu là 1 và thiếu mấy ạ? À? Thiếu 2, vậy là lấy 1 nhân 2, 1 nhân 2. Cố gắng giúp mình nhân tử bao nhiêu thì nhân mẫu bấy nhiêu. Được chưa? Thì sẽ bằng 2 phần phần 2. Được chưa? Khi đã cùng mẫu nè. Khi đã cùng mẫu rồi, mẫu là hai, khi các bạn viết lại cái phép tính này giúp mình, viết lại 3 phần 2 trừ 1 sẽ bằng 3 phần 2 chính bằng 3 phần 2 này. 1 sẽ bằng 2 phần phần 2 trừ 2 phần 2. Khi mà các bạn đã thấy rằng hai cái phân số này là cùng cùng gì ạ? À? Cùng mẫu rồi, các bạn lấy tử trừ tử, 3 trừ 2 bằng mấy ạ? À? 3 trừ 2 bằng bằng 1, viết lại cái mẫu. Ok chưa ạ? Ok chưa? Đó. Ok chưa? Đây là mình chỉ cho các bạn biết giải nha các bạn. Còn có những cái các bạn buộc phải học thuộc. Học thuộc là sao? Trong sách toán lớp 4 nó chỉ các bạn học thuộc là lấy phân số trừ với một số tự nhiên thì các bạn học thuộc luôn, học thuộc luôn các bạn. Học thuộc. Đó. Học thuộc là gì? Học thuộc rất đơn giản à, để mình chỉ lớp 4 nè, chỉ lớp 4 nè. Ví dụ nè, ví dụ 5 phần 2 trừ 2, được chưa? Rồi, đây là phép trừ giữa phân số và một số tự nhiên nè. Rất đơn giản, các bạn lấy nè, lấy mẫu của này nhân với số tự nhiên đó, lấy mẫu của này nhân với số tự nhiên đó, được chưa? 5 nè, viết lại nè, trừ nè, 2 nhân nhân 2 nè, được chưa? Lấy số tự nhiên đó nhân với mẫu của cái phân số đó, rồi chia cho mẫu, bằng 5 trừ 2 nhân 2 bằng bằng 4 chia 2, 5
trừ 4 bằng bằng 1 phần bằng 2. Ổn chưa? Nếu cách này mà các bạn không biết, nếu mà cách này bạn không biết thì khuyên các bạn nhớ giùm mình cách đầu tiên, đó là gì? Quy dòng mẫu, sau đó cùng mẫu rồi lấy tử trừ tử, mẫu viết lại. Được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn một cái ví dụ, các bạn giải giúp mình để mình kiểm tra coi bạn nào giải đúng giải sai, trong quá trình giải có bị gì thiếu hay không các bạn. Ví dụ 7/2 - 3. Rồi, các bạn giải giúp mình và comment cái kết quả ở phía dưới nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình giảng có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment ở phía dưới giúp mình để mình khắc phục những cái đoạn clip sau trở nên hay và hữu ích hơn nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.